quay trở lại với Vlog số 3. Và lần này sẽ là một căn phòng mùa hè được lấy ý tưởng từ bộ phim Mamma Mia cùng những quả chanh vàng. Mình gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vlog lần này. Và khó khăn lớn nhất của mình đó chính là bị hết tiền tạm thời. Vì vậy cho nên bây giờ là đã gần hết mùa hè rồi. Nhưng mà mình vẫn mong là ở vlog này mình sẽ cung cấp thật là nhiều thông tin hữu ích về trang trí nhà của mùa hè. Chào các bạn, hiện tại Cà Rốt đang có mặt tại Casa Nhà. Ủa lộn nó này Casa Nhà, và hôm nay mình sẽ đi mua đồ về set up phòng. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá căn phòng của mình nhé. Sau cái cánh cửa là khu treo quần áo và phụ kiện. Ở đây mình có một món rất là thích, như là cái đồ đựng trang sức này. Mình mua của một người bạn ở Thái Lan. Bạn ấy chuyên sưu tập những cái món đồ decor second hand và bán lại với giá rất là rẻ. Ở cái kệ thứ hai thì mình có một số những cái sọt may để đựng một số giấy tờ quan trọng, cũng như là mặt nạ. Và ở dưới này là hai cái sọt. Sọt này thì mình để cái khăn tắm, còn cái này thì mình để ba lô cũng như là một vài cái túi khi mà đi làm về. Và mình cũng sơn nó lại ở phía bên dưới cho nó cùng tông màu với phòng. Còn ở phía trên này thì mình treo một vài cái áo sơ mi. Những cái móc này mình mua đồng giá sale là khoảng 200.000 cho 10 móc. Tủ đựng đồ skincare của Cà Rốt. Thường thì Cà Rốt thấy những cái đồ mỹ phẩm của mình thì nó hay có những cái tông màu như xanh, đỏ, tím, vàng, rất là nhiều màu lộn xộn. Cho nên Cà Rốt nghĩ để nó không ảnh hưởng tới cái view của cái căn phòng thì tốt nhất thì hãy giấu chúng đi. Cái kệ này thì Cà Rốt mua ở Paya, là một cái thương hiệu mới của Uma, với giá là 849.000. Còn cái kệ cây này là của Asia với giá là khoảng 400.000. Cái cửa này thì mình mua cũ lại và sau đó sơn lại. Và bây giờ thì ở bên ngoài nó có một cái cây chanh, cho nên là mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên mình nhìn thấy là cây chanh này. Và mình thấy rất là thích. Còn đây là cái gương mình đặt theo kích cỡ mà mình mong muốn. Bởi vì mình rất là sợ là những cái kích cỡ có sẵn nó sẽ chiếm diện tích của cái phòng. Và gương này thì mình đặt ở Weekend Decor với giá là 900.000. Ở đây thì mình có một cái đồ treo hình. Mình có thể treo được rất là nhiều hình. Những cái kỷ niệm thì mình đều giữ lại qua hình ảnh mà mình treo ở đây. Mỗi khi mình soi gương thì mình cũng nhìn qua được một chút. Thì mua một cái tủ đầu giường thì mình đã mua một cái sọt và đặt một cái tấm ván lên để làm thành một cái bàn. Thì ở bên dưới cái sọt này là mình sẽ để những cái bột ra giường, để mà khi mà mình thay ra thì mình. Còn vì cái phòng của mình thì là ở trên, là ở cái tầng trên cùng của một căn nhà, nên là mình thấy đi xuống, đi lên đi xuống lấy nước nó hơi bất tiện, cho nên là mình đã mua một cái bình lớn như thế này để chỉ phải lấy nước một lần. Thì cái bình này và cái sọt này mình mua ở Casa Nhà. Cái này là hình như là 599, còn cái này là 500.000. Ta-da! Ở đây là cái giường mà mình rất là tâm đắc. Giường này người ta gọi là giường day bed time, có nghĩa là thường thì sẽ dùng để đọc sách vào ban ngày, hoặc là có bạn tới chơi thì mình ngồi. Nhưng mà mình thấy cái size của nó rất là vừa vặn cho một người nằm, và nó không có chiếm nhiều diện tích của phòng của mình. Giường này mình mua ở Jig với giá là 5 triệu đồng. Ok, và điều đặc biệt ở cái giường này đó là mình có thể kéo nó ra thành một cái giường 1m6, để khi mà có người thân, bạn bè thì mình đều có thể có thêm diện tích để nằm. Còn ở dưới này thì mình có một cái sọt để đựng những cái đồ lót cũng như là vớ. Mình nghĩ là sẽ nhìn gọn. Trên cái mảng tường này thì mình treo những cái khung tranh. Thì những cái khung tranh này mình mua ở Shiki Sài Gòn. Còn những cái nón có này là mình sưu tập mỗi khi mình đi biển về. Ở góc của cái giường thì có một cái đèn chữ
thì thường thì mọi người sẽ biết là cái đèn này nó sẽ là bằng neon bút thủy tinh, nhưng mà đây là một cái loại mới là bằng nhựa, thì nó giá thành nó rẻ hơn và nó cũng không bị vỡ khi va đập. Cái này mình mua ở một shop ngoài Hà Nội tên là Neon Hà Nội với giá là hình như là 8-900 gì đấy. Cái trường này mình mua ở Urban Outfitter. Mình mua cửa hàng ở bên Mỹ thì nó khá là mắc so với một cái single bag, nhưng mà bởi vì những cái họa tiết trái chanh như thế này cho nên là mình cũng đã chi một chút để cho nó hợp với cái phòng. Giá của cái bedsheet này là 1.700.000. Thường thì những cái gối mà đi mua sẵn thì sẽ không có những cái tông màu mà mình mong muốn, cho nên là mình đã đi mua vải về và sau đó đặt may. Thì những cái vải như thế này thì mình mua ở một bạn ở trên Instagram có tên là Lily Fabric. Thì mình thấy vải ở đây thì giá khá là ổn, nằm mát và quan trọng là có rất là nhiều màu để cho mình lựa chọn. Cái gương này là ở Shaky Sài Gòn, giá là 950.000. Và đây signature của căn phòng đó là những cái cành chanh giả này, nhưng mà nhìn rất là thật. Những quả chanh này, cành chanh này thì mình cũng mua ở Shaky Sài Gòn với giá là 220.000 một cành. Đây là góc làm việc của mình ở phía. Cái đèn đó là thực ra là một cái chụp đèn bằng nhôm thôi, nó rất là rẻ, khoảng 15.000, và sau đó mình sơn lại theo cái tông màu của phòng. Và ghế này mình mua ở Đêm Trắng. Mình có một cái sở thích đó là sưu tập những cái túi canvas. Mình có cũng khá là nhiều những túi canvas, và hai cái túi mình thích nhất hiện tại là đây. Một cái này là của Her & Him, một cái này là của Akohi. Và đây là khu vườn nhỏ của cà rốt được tận dụng cái ánh sáng từ cái phần dưới trời. Loại cây mà mình trồng ở khu vực này thì không có cần phải chăm sóc nhiều, bởi vì là ở cái khu vực này thì nắng nó không quá là gắt, cho nên là việc tưới cây thì chỉ cần 2-3 lần một tuần. Phía dưới vườn cây là một cái tủ quần áo, thì tủ này mình đặt đóng theo ý thích của mình, giá là khoảng 3.500.000. Ở đây thì mình xếp đồ heo, áo, quần và một ít thảm. Đây là thảm Mary của May House, giá là 850.000. Mình bị thu hút bởi cái câu chuyện về xuất xứ cũng như là chất liệu làm nên cái thảm này. Nó tốt hơn rất là nhiều so với những cái thảm mà bằng lục bình mà mình sử dụng trước đây. Ở cái thảm này thì nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng đến từ những cái cói như thế này. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi mình trên YouTube với tên là Cà Rốt Đặng.